lên bóng dành cho Valor Sài Gòn, rất hay, thoáng đạt, dứt điểm từ xa. Hải Long, bóng vẫn còn, Thành Đạt, đường chuyền vào. Em là Hào, Giang Hào, biệt danh là Hào Futsal. Em đang thi đấu cho Phú Thọ FC ở bóng đá phổi ngoài Phú Thọ quận 1. Tại quán có nhiều chiều cột, quán Thủ Môn Lý Tiêu Long với Minh Sáu, Minh Lợi với Công Thành với Võ Chi Thẹn hiện cái chốt. Thể trạng chưa tốt nữa, em đó gì đó năm nay Bảy Núi và đá chưa đủ 100%, chuẩn bị cho SBL tháng 6 này. Em cũng là người con An Giang, em thì ở quận 11, em đi làm, Bảy Núi đá lúc nào em cũng coi. Biên tại có thầy em đá chấm Vinh Heo.